Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của trung tâm không gian mạng Viettel. Sẽ ông Giang, người bị tổn thương và gặp khó khăn khi gặp một người đàn ông tệ bạc, chính là người chồng của cô hiện tại. Cô trở nên không tin vào tình yêu và theo đuổi sự trả thù một cách mù quáng, cho đến khi cô gặp người em trai của chồng, người đã nhen nhóm trái tim đã nguội lạnh vì bị phản bội của cô bằng tình dục. Chúng bố! Chúng con cái khổ bố ăn của yêu. 혹시로 요구하는 것도 이혼 사유거든. 너 이들. 너 지금 땅만 있잖아. 땅, 땅, 땅. 그렇게 백날 그렇게 땅. 봐라 어디 남자 너 그 귀에 뭐야 그거? 아 남이사 오빠 생일이잖아 그래서 이벤트 해주려고 산 거야 서프라이즈 와 자기 꼴리는 거 다 알아. 너 요즘 나한테 왜 이렇게 잘해? 자기가 우리 집